20 ngày là cái thời gian để các bạn thử thách, chứ không phải vì các bạn bán 20 ngày. Chứ đâu phải vô thử thách ngày đầu tiên các bạn tìm được điểm bán đâu. Ít nhất phải 3-4 ngày các bạn mới tìm được điểm bán mà. Rồi tìm, các bạn tìm được điểm bán rồi liên hệ cũng phải mất thêm 3-4 ngày. Rồi phải ai em liên hệ ai, người ta cũng gật đầu nha, cái rụt nó ở bán đi cứ. Ta cũng phải làm khó làm dễ, người ta cũng muốn có thêm đầu này đầu kia. Đó, thì ta cũng phải làm khó làm dễ em, chứ không phải phải đi phải thương lượng phải đặt bán người ta phải mất một thời gian đó, chứ đâu phải để thử thách hàng ngày bắt em bán đủ 20 ngày đâu. Cho các em cái khoảng thời gian để các em liên hệ và bán hàng, em bán được 1 ngày cũng được, hoặc điểm khác đó em bán 2 ngày cũng được, thì em liên hệ thôi. Điểm mình tính tên trên dân số là đây là do mẹ cũng đổi số dân số thì giám sát viên đi xe đi theo sẽ chấm điểm các bạn, chấm chấm điểm chủ nhóm, bạn nào liên hệ được điểm bán nào đó thì bạn đó sẽ làm chủ nhóm của điểm bán đó. Ví dụ như bạn Dung liên hệ được điểm bán ở khu công nghiệp Việt Nam Singapore chẳng hạn, thì em sẽ làm chủ nhóm của điểm bán đó. Bạn Dung sẽ yêu cầu bạn này làm gì, bạn kia làm gì là các bạn đó phải làm theo. Mà Dung phải tự lên một cái chương trình bán, bán như thế nào và tặng làm sao, cứ lên chương trình bán và